Xin chào tất cả các bạn đến với kênh du học Nhật Bản của Tùng Râu. Bây giờ là 12 giờ 45 phút. Mình vừa mới kết thúc tiết học và bây giờ đang là buổi giờ ra chơi. Thì mình đang ở phía ngoài sân trường. Các bạn có thấy khung cảnh khá là nhộn nhịp này. Đây các bạn sinh viên. Bây giờ là vừa mới tan học. Thì người thì đi về, người thì đến trường để học tiết, để chuẩn bị học tiết mới. Người thì nghỉ trưa tranh thủ là giờ giải lao là để đi ra ngoài ăn, để có sức mà học tiếp. Như các bạn thấy, đây trong sân trường, bây giờ là mùa xuân này, nhìn cây đi, lá rất là xanh. Và hôm nay thì thời tiết thì buổi sáng có mưa, nhưng mà bây giờ đã hửng nắng lên rồi. Đó. Các bạn có thể thấy bây giờ là mùa xuân thì có hoa lá nở rất là đẹp. Như các bạn thấy này, hoa màu trắng này. Như các bạn thấy ở sân trường nhộn nhịp người đi qua đi lại. Như các bạn thấy đa số là sinh viên, đa số là tân sinh viên thì cũng độ khoảng 17-18 tuổi thôi. Đa số là tân sinh viên mới. Vì bây giờ là đầu năm học. Ở bên Nhật là tháng 4 là bắt đầu là một cái đầu năm học mới. Còn ở Việt Nam mình thì lại là khác. Việt Nam mình là bây giờ là tháng 8, tháng 9. Tháng 9 là đầu năm học. Nhưng mà bây giờ Việt Nam mình là đi học sớm là tháng 8 là đã chuẩn bị rồi, chuẩn bị là đi học. Đó là sự khác biệt giữa lịch học giữa Việt Nam và Nhật Bản. Còn về việc học thì ở Nhật thì cũng có chia ra các kỳ nghỉ. Chẳng hạn như có kỳ nghỉ xuân này, hay kỳ nghỉ mùa hè, rồi kỳ nghỉ đông. Thì như mình học trường, trong trường đại học á, mỗi cái kỳ nghỉ á, thì được nghỉ khoảng khoảng 1,5 tháng. Cũng có kỳ nghỉ là được nghỉ 2 tháng. Và sau khi thi xong thì sẽ có kỳ nghỉ. Và mình thì cũng có kỳ nghỉ, vừa rồi là mình kỳ nghỉ đông. Thì kỳ nghỉ cũng khá là dài, đó là 2 tháng. Như các bạn thấy sân trường lúc nào cũng nhộn nhịp. Ở phía trước, đó chính là lối đi đến chỗ cái cửa hàng tiện lợi và nhà ăn. Thì bây giờ mình đang ngồi ở cái chỗ này là cũng gần cái chỗ mình học. Đó, chỗ này là ngôi trường. Cái lớp của mình ở trong này. Thì trong lớp học của mình á, thì có một số bạn đến từ một số quốc gia, chẳng hạn như có Trung Quốc cũng khá là đông. Rồi ngoài ra còn có thêm cả người ở Bangladesh, rồi có người ở Nepal nữa. Tại vì trong cái lớp của mình ấy, thì là có đa số toàn là châu Á không à. Đây là khung cảnh sân trường của mình. Thì mỗi ngày, ngày nào nó cũng như thế này. Trừ thứ bảy chủ nhật thì là sẽ ít người hơn. Thứ bảy chủ nhật là sẽ là không có tiết học. Và ngày lễ ở bên Nhật cũng là được nghỉ. Đó, như các bạn thấy thì sinh viên khi mà trở thành tân sinh viên rồi á, khi lên sinh viên thì mặc đồ tự do để đến trường. Thì
Thì Việt Nam mình cũng thế, khi mà đại học lên, các bạn lên học đại học á, thì cũng mặc đồ tự do, thì mặc đồ rồi đi giày dép là tùy mình, muốn kiểu nào cũng được. Ở Việt Nam thì có khi các bạn mặc quần đùi hay áo sát nát gì đó, đi dép Lào lên hầu ngồi đại học cũng được. Ở bên Nhật cũng vậy, các bạn có thể thấy các bạn sinh viên Nhật cũng tự do. Còn ở cấp 1, cấp 2 hay là cấp 3 thì cũng đều có đồng phục cả. Như qua các phim, các bộ phim ảnh rồi báo chí thì các bạn thấy đồng phục nó đều phân ra cấp 1, cấp 2, cấp 3. Và ở Việt Nam mình cũng vậy. Chẳng qua là cái bộ đồng phục là nó khác thôi. Cái kiểu dáng rồi cái màu sắc nó cũng khác thôi. Rồi đại khái sân trường mình như thế này. Đó. Và mình xin kết thúc video ở đây. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.